Chào tất cả mọi người, mình là Bâu Nguyễn, đến từ 88DNA và hiện tại mình đang có mặt tại Pioneer Design Center. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con all-in-one system, đó là con Opus Watt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về phần ngoại hình của con Opus Watt này. Thì với một thiết kế hoàn toàn mới, rất là lâu rồi thì Pioneer mới cho ra một con sản phẩm với cái thiết kế nó retro và cool như vậy. Nó thích hợp với tất cả những bạn mà đang có những studio nó hơi thiên hướng retro và những quán club mà chúng ta tích hợp vào những phong cách retro cổ điển. Thì với con này thì được phối màu khá là lịch sự và khá là sang, đó là màu đen. Và những cái nút thì được thiết kế màu vàng đồng khá là nổi bật, nhưng mà không kém phần sang cho con này. Và về ngoại hình kích thước của con này thì gần như đó là mọi thông số kỹ thuật nó đều lớn hơn và nặng hơn con X-Design tiền nhiệm. Nhưng có một cái con này hơn rất là nhiều, đó là con này được 3 màn hình hiển thị đầy đủ những thông tin mà chúng ta cần thiết. Với thiết kế bắt mắt như vậy thì nó đã được rất nhiều giải thưởng từ khi ra mắt đến bây giờ. Đầu tiên thì chúng ta có thể nói đến đó là giải thưởng của Chicago Good 2023, giải thưởng IF 2024 và giải thưởng Red Dot 2024. Thì tất cả những 3 giải thưởng đó đều được vinh danh ở hạng mục thiết kế với phần thiết kế rất là sang trọng của con này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi với phần các cổng kết nối của Opus Watt. Thì hiện tại nó vẫn được kế thừa những cổng kết nối trước đấy như cổng Master XLR, cổng Master RCA, Boost, và có thể là kết nối thêm vào các thiết bị MIDI hoặc là CDJ ở line 3 và 4. Và một cái đặc biệt nữa ở trên cổng kết nối của Opus Watt, đó là về cái phần kết nối chúng ta có thêm một cổng John và chúng ta gần như là tách biệt được Master ra, và chúng ta có thêm một cổng John để mà chúng ta có thể là đánh cùng lúc nhiều phòng, nhiều thể loại tùy vào mục đích của các bạn sử dụng. Và có một cái đặc biệt nữa, đấy là về USB. Thì với phiên bản Opus Watt này thì USB chúng ta đã update lên 3 USB, 2 USB ở trên và 1 USB ở phía sau. Nhưng cái USB ở phía sau này của chúng ta đang có USB A, nhưng nó đã tốc độ đọc tối đa nó đã lên được 3.2, và ở trên này thì vẫn là 2 USB A, nhưng mà nó chỉ vẫn là giữ nguyên đó là 3 chấm. Thì và đặc biệt đó là USB C, thì bây giờ chúng ta đã chuyển qua toàn bộ, gần như các mẫu thiết kế mới đây chúng ta đã chuyển qua USB C chứ không còn dùng USB B nữa, nên rất là khá là thoải mái cho mọi người. Và một phần đặc biệt nữa, đó là con này vẫn được kế thừa cái mixer của DJM A9, và nó cho tốc độ lấy mẫu của chúng ta lên tới 32 bit. Nhưng có một cái mà khá là tiếc, đó là mặc dù đã lên tới 32 bit, nhưng mà cái giải tần cho phép của nó cũng chỉ dao động từ 20 tới 20.000, và sample rate của nó cũng chỉ là 44.1 kHz. Thì đó là một cái phần hơi tiếc của con này, vì nếu như những bạn mà đang muốn dùng Opus Watt để mà build nó như một cái sao card thì chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Có thêm một tính năng mới nữa, đó là Opus Watt vẫn sẽ đọc được những file MP3, WAV, AIFF. Nhưng trên Opus Watt thì nó sẽ có thể giúp chúng ta đọc được cả file Apple Lossless. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với phần deck của Opus Watt. Ở về phần deck của Opus Watt thì chúng ta đập vào mắt ngày chúng ta lần đầu tiên, chúng ta nhìn vào nó, đó là phần thiết kế của Rockwell. Hiện tại Rockwell của con này vẫn sẽ giữ bản 8.1 inch căn bản giống như trên các đời thế hệ tiền nhiệm, nhưng mà được một cái đó là về góc cạnh của Opus Watt thì đã được thiết kế hoàn toàn mới và có thể tối ưu và có thể cá nhân hóa cho người dùng bằng cách đó là những dải đèn mà chúng ta đang có, thì mọi người có thể tùy chỉnh dải đèn theo sở thích. Và về dải đèn của chúng ta đang có mặc định ở đây thì mọi người có thể là custom theo sở thích màu của chúng ta mong muốn như ở đây. Và khi mà chúng ta đã sử dụng gần như là khá là quen với những thể loại mặt mâm xoay của CDJ 3000 và CDJ 2000 Nexus 2 thì mặt mâm này nó hoàn toàn mang lại cảm giác nó có độ sâu hơn so với những góc cạnh tròn của mặt mâm CDJ truyền thống. Và một cái
nữa đó là khi ở Overt quá thì chúng ta đã có một màn hình hiển thị riêng của từng deck, thì chúng ta sẽ, mọi người có thể thấy ở đây đó là với cái màn hình này nó sẽ hiển thị cho chúng ta những thông số cần thiết của mỗi deck, và chúng ta có thể chơi cùng lúc 4 deck khi mà chúng ta chuyển ở đây, và chúng ta có thể set màu nó theo màu đèn của chúng ta đã set up trước đấy để mà chúng ta không bị nhầm lẫn khi chuyển giữa các deck với nhau. Và một cái gần như là theo người tiền nhiệm đàn anh đi trước đó là CDJ 3000 thì Obit Watch sẽ dời toàn bộ host queue ở lên trên phía trên phần Rockwell, nhưng có một cái không thay đổi đó là những cái nút host queue này vẫn được làm bằng nhựa cứng, nên cái cảm giác bấm lúc mà chúng ta sử dụng nó vẫn không bằng những cái bẹt cũ, đời cũ bằng cao su, nhưng có thể về độ bền thì có thể nó sẽ bền hơn. Và một phần thay đổi rất là nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ gây khó chịu cho người dùng một tí, đó là về phần giải thanh tempo. Thì hiện tại giải thanh tempo của Obit Watch đã bị lược đi một cái G ngay giữa khi mà chúng ta muốn reset tempo, nó không còn giữ được cái G ngay ở cái đoạn 0%. Thì nếu mà chúng ta muốn về 0% BPM gốc của nó thì chúng ta phải một là bấm reset, hai là chúng ta phải kéo bằng tay. Nhưng mà được một cái khi mà chúng ta lock reset thì chúng ta có kéo như thế nào thì tempo vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng mà khá là tiếc vì đã bỏ đi cái phần này của thanh tempo. Vẫn ở trong cụm tempo này của chúng ta đang có, nó vẫn sẽ giữ nguyên được thiết kế của Bixing, Master, Casing và tempo để mà chúng ta chọn những cái cộng trừ tempo phù hợp khi chúng ta chơi nhạc. Và một cái nữa đó là với dòng này thì vẫn sẽ giữ hai nút đó là Drop Fill với lại là Final Speed. Thì với Drop Fill và Final Speed thì vẫn sẽ được tích hợp chung vào Start Stop vào đây luôn, chứ không còn tách rời ra như những mẫu thiết kế trước. Về phần lớp của Obit Watch đã giải quyết cho chúng ta những vấn đề lớp khá là đơn giản, đó là khi chúng ta chọn giá trị lớp ở đây thì chúng ta chỉ việc dùng con lăn này, chúng ta chọn đúng giá trị, và khi bài nhạc đang phát thì chúng ta chỉ việc nhấn xuống một lần thì đoạn nhạc đấy nó sẽ lúp lại cho chúng ta như ở đây, và khi chúng ta muốn thoát cái lúp này thì chúng ta sẽ nhấn lại một lần nữa. Thì với cái này thì nó khá là tiện, nhưng mà nó sẽ mất thời gian để các bạn làm quen lại với nó, vì khi mà chúng ta đã quen với sử dụng in out của lúp thì cái nút này nó cũng sẽ tiện, nhưng mà sẽ chưa quen với những người lần đầu sử dụng. Và khi mà đã có con lăn này rồi thì cái việc lúp của chúng ta khá là dễ trong những việc các bạn làm skill. Thì trước đây khi mà chúng ta muốn làm cái đoạn lúp như vậy thì chúng ta sẽ phải dùng kể cả in out, xong rồi chúng ta phải sử dụng bấm xoay để mà chúng ta xử lý những cái đoạn như vừa rồi. Nhưng khi đã có cái nút build lúp này thì nó sẽ khá là tiện cho việc chúng ta xử lý những cái đoạn lúp idea chúng ta tức thì. Và một phần nữa đó là về phần beat zoom của con này thì hiện tại beat zoom đã được đưa dời hẳn xuống thành phím cơ, chứ không còn như những con trước đó là những cái mod beat zoom. Thì hiện tại beat zoom con này thì nó sẽ hiển thị ở đây, ví dụ như ở đây chúng ta đang set giá trị nó là 16 bit, và khi mà chúng ta muốn thay đổi cái giá trị beat zoom này thì chúng ta hãy giữ shift và chúng ta chọn giá trị mà chúng ta mong muốn, và khi mà bài nhạc đang chạy thì chúng ta có thể beat zoom tức thì. Cái phần này thì nó khá là, về phần beat zoom thì nó sẽ khá là tiện, nhưng mà cũng sẽ có một cái hơi chưa quen với những anh em đã sử dụng lâu năm, đó là khi mà chúng ta đang chạy như vậy thì chúng ta muốn đổi giá trị thì chúng ta vẫn phải set lại từ đây, chứ không phải là chọn liền được như ở trên những CDJ khác đó là có nhiều giá trị để chúng ta beat zoom. Lưu ý cho mọi người đó là về phần memory queue, với những người quen sử dụng memory queue
Thì ở trên dàn này chúng ta sẽ không có nút hiển thị trực tiếp về memory queue. Nhưng khi mà các bạn muốn lấy memory queue của một điểm nào đấy trên dàn bất kỳ, thì mọi người hãy giữ shift và nhấn queue. Sau khi mọi người đã lấy queue xong thì memory queue sẽ nằm đúng ngay điểm mà mọi người đang muốn lấy. Thì mọi người chỉ việc lấy queue trước và sau đó nhấn shift và nhấn queue thì sẽ lấy memory queue. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mixer của Opus Watch. Thì như phần đầu mình đã giới thiệu đó là con này gần như kế thừa bản A9. Thì nó vẫn sẽ được sử dụng công nghệ ESS. Và với cái phần mixer này thì nó sẽ lược đi một vài cái đầu tiên mà chúng ta cần để ý. Đó là về phần nút chọn channel thì gần như Pioneer đã lược bỏ đi cái phần nút chọn channel ở trên này. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ chọn trực tiếp ở trên màn hình. Thì với cái phần này thì mọi người có thể tiện nhìn hơn, nhưng mà với bản thân một người xài analog thì mình vẫn sẽ thích những cái nút chọn channel ở trên đầu này hơn là chọn trên màn hình như vậy. Và một phần lược bỏ tiếp theo nữa đó là về phần nút vẫn là chọn channel nhưng nó là cho phần effect. Thì hiện tại phần effect của chúng ta đã không có cái nút chọn channel nữa, và ở đây nó vẫn sẽ chỉ có nút Deep Time và giá trị. Thì chúng ta sẽ search và tab để đồng bộ BPM. Thì và nút chọn effect thì chúng ta đã không có nút chọn channel effect như những dòng thế hệ trước. Thay vào đó thì chúng ta sẽ chọn trực tiếp ở trên màn hình. Thì với cái phần này thì mình không thích. Nếu như được thay đổi thì mình sẽ bỏ nút time này đi để mà đổi vào đó là cái phần nút chọn channel. Thì nó sẽ, cái thói quen sử dụng của chúng ta nó sẽ dễ hơn. Và một cái nữa đấy là cái phần hiển thị effect của chúng ta nó cũng sẽ được dời lên trên này. Nó không còn một cái màn hình nhỏ ở đây. Và khi chúng ta nhìn thì ánh mắt của chúng ta sẽ bao quát hơn và nó sẽ bị rộng hơn, nó không còn target vào mỗi cái trục effect nữa. Và một cái thay đổi tiếp theo ở phần mixer này đó là về mọi người có thể nhìn ở đây đó là về phần sóng. Thì bây giờ đã được đổi màu, đó là trước đây chúng ta sẽ có đó là xanh, cam và đỏ. Còn bây giờ thì nó sẽ là cam ở những dãy tầng dB thấp và trắng ở những dãy tầng dB cao, và đương nhiên đỏ thì bạn sẽ không thay đổi. Thì nó vẫn là sẽ thói quen hiển thị, nhưng mà nếu cái thay đổi này để cho nó phù hợp và dễ nhìn hơn so với tổng thể của cái dàn, thì với thay đổi này thì mình thấy khá là ok. Nhưng mà còn những cái mà chúng ta vừa nói về những nút chọn channel trên và dưới này thì gần như đã được lược bớt. Và sau được một cái tích hợp vào thêm nữa đó là về phần sau color effect thì hiện tại đã có thêm nút parameter để mà chúng ta có thể chọn giá trị của sau color effect làm sao cho nó phù hợp, chúng ta không còn phải phụ thuộc một mình vào nút sau color effect ở đây thôi. Về sau color effect thì chúng ta vẫn sẽ có bộ sau color effect gần như là tương thích từ mixer DGM 900 trở về sau. Cái mixer này thì vẫn chưa được update quá nhiều những sau color effect mới giống như DGM A9, nhưng mà nó vẫn sẽ giữ được những sau color effect căn bản từ thời DGM 900 và DGM 900 Mixer 2. Về phần mixer này thì có một cái tiếp theo mà chúng ta cần để ý đó là về phần thanh fader. Thì với mình có một thời gian sử dụng tương đối dài con Opus Watch này, thì với thanh fader này mình đánh giá nó là một thanh fader khá là bền và đầm hơn những dòng trước đây của XDJ có thể truyền nhiệm, và cái Rod fader cũng như vậy. Thì cái độ đầm này bị cái dàn mà đang review hiện tại thì cũng đã sử dụng trên một năm từ khi mới ra mắt, và bản demo này tới bây giờ thì cái thanh fader này vẫn còn khá là bền, khá là đầm. Về phần effect thì chúng ta vẫn sẽ có những effect tương đồng với 900 Mixer 2 chưa được update những cái effect mới của DGM A9, nên là phần này thì cũng khá là sơ lược, vì một phần đó là con này thì tích hợp của A9, nhưng mà những cái effect và những cái thói quen sử dụng nhà phát hành vẫn đem từ con 900 Mixer 2 qua thì nó vẫn sẽ ổn định hơn, và những cái effect này thì nó không quá là xa lạ với tất cả người dùng.
Về phần mixer, đó là về phần mic thì nó vẫn hiển thị ở góc quen thuộc của chúng ta, nó không thay đổi quá nhiều. Nhưng mà chúng ta thêm được một cái, đó là mic số 2 vẫn sẽ được điều chỉnh mic loud 2 đầy đủ giống như mic số 1, nhưng mà sẽ đặt ở góc dưới chứ không có đặt ở trên. Nhưng mà với cái cụm này thì mình đang thấy là nếu nó nằm ở góc trên phải hoặc trên trái thì nó sẽ tiện hơn, đó là nằm ở đây, vì gần như là dây chúng ta ít sử dụng về cái phần mic này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cụm màn hình của Obus Quad. Thì hiện tại mọi người thấy chúng ta sẽ có một màn hình center và hai màn hình hai bên dành cho hai deck. Thì với những thông tin hiển thị ở hai deck và màn hình center thì với bản thân mình đang thấy hơi bị thừa một vài điểm, đó là đầu tiên đó là về phần hiển thị của mỗi deck thì nó gần như đã đầy đủ những thông số của chúng ta cần. Nhưng mà khi qua tới màn hình center thì chúng ta vẫn có những thông số đấy lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là khi mà Pioneer đã lược bỏ gần như những phím cơ để mà ví dụ như phím điều khiển Rod Fader thì chúng ta cũng được tích hợp lên trên màn hình và chọn channel cũng tương tự. Thì lúc này màn hình của chúng ta nhìn vào tương đối khá là rối vì nó cũng vừa chọn channel của đầu input và nó vừa chọn channel của effect, nên cụm màn hình này đang tương đối là nhiều. Nhưng mà chúng ta có thể tối ưu nó thêm tùy vào những thói quen sử dụng của chúng ta. Ví dụ như ở phần socket này thì chúng ta có thể chỉnh phần time của chúng ta hai bên này, đó là time hoặc là remind, tùy vào thói quen sử dụng của mọi người ở trong phần socket. Và nó sẽ hiển thị hai deck hoặc bốn deck ở phần màn hình center ở đây. Thì ví dụ như ở đây chúng ta sẽ chọn bốn deck thì nó sẽ hiển thị firmware của bốn deck, nhưng nó sẽ chỉ hiển thị firmware ở phần trên này, full firmware ở trên này khi mà chúng ta chuyển deck của chúng ta qua số tương ứng thì nó mới hiển thị. Còn khi mà chúng ta để chế độ này thì firmware của chúng ta, full của chúng ta nó vẫn sẽ chỉ là 2 mà thôi. Và khi nếu như mà những cái này nó được thay thế bằng phím cơ thì mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể sẽ có khả năng là có 4 firmware ở đây. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã bỏ đi, Pioneer đã bỏ đi gần như toàn bộ phím cơ của những phần này, nên là chúng ta sẽ không có được 4 firmware như chúng ta mong muốn. Một cái socket thứ hai mà mọi người có thể tùy chỉnh khá là nhanh thay vì những dòng dây khác thì chúng ta phải vào trong và chúng ta chỉnh rất là mất thời gian, thì ở đây chúng ta vẫn có thể chỉnh nhanh, đó là về màu của firmware, có thể là blue, RGB hoặc là tri band, tùy vào thói quen sử dụng của mỗi người. Và setup này nó sẽ không ảnh hưởng tới setup của USB. Nếu mà khi mà các bạn muốn đồng bộ setup của USB với lại là dàn thì chúng ta có thể lót lại mic setting của mình ở đây. Và một cái nữa đó là chúng ta có thể nhanh chóng điều chỉnh độ sáng của màn hình ở đây. Đây là màn hình trung tâm, màn hình center của chúng ta và màn hình mỗi deck ở đây, tùy vào môi trường mà các bạn đang chơi. Có một cái tiếp theo đó là về phần record. Thì bây giờ USB của chúng ta đã update lên 3 USB, nên các bạn có thể thoải mái trong cái chuyện sử dụng Obus Quad để mà vừa chơi nhạc vừa record, nhưng mà không sợ tốn thêm một lỗ USB như những dòng trước đây. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có 2 lỗ USB, nên chúng ta khi mà chúng ta record thì chúng ta chỉ sử dụng được một USB. Thì với Obus Quad thì nó đã giải quyết được vấn đề đó cho chúng ta, đó là chúng ta có thể sử dụng một trong 3 USB này để mà record, và 2 USB chúng ta có thể chơi thoải mái. Và một cái phần tiếp theo nữa đó là chúng ta ở đây và phần socket này chúng ta có thể set up nhanh về những cái phần John Master hoặc là Master kèm John, tùy vào mức độ sử dụng của chúng ta, và chúng ta tùy chỉnh headphone và EQ ở đây. Và một cái khá là hay ở Obus Quad mà nhà phát hành đã tích hợp vào đây luôn cho chúng ta, đó là về phần beat effect. Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn những beat effect mà chúng ta thường xuyên sử dụng và chúng ta thích sử dụng ở đây, để mà trong lúc chơi chúng ta có thể custom theo cái mà chúng ta muốn, không còn phải quá phụ thuộc vào bộ effect sẵn của nhà phát hành hoặc là phụ thuộc vào solo effect.
Thì ở đây chúng ta có thể custom cái bí phép này của chúng ta tùy vào cái thói quen sử dụng của mỗi người. Và mọi người có thể set vào đây những cái bí phép mà chúng ta thường xuyên sử dụng vào đây. Đó là khi chúng ta chọn cái bí phép phía dưới này, thì ví dụ như chúng ta đã chọn về cái phần Ron, thì khi mà chúng ta đã chọn effect Ron thì chúng ta có thể add nó vào bên 3, và tiếp theo nó có thể là echo vào phần bên 4. Thì ở đây chúng ta sẽ có bốn giá trị effect như vậy, và khi chúng ta không cần dùng thì chúng ta có thể delete và thay thế nó bằng những cái effect mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Và khi mà các bạn sử dụng biết effect này thì cũng sẽ đỡ mất thời gian, và nó cũng sẽ có màn hình khá là lớn để các bạn hiển thị những thông tin mà các bạn cần thiết để mà các bạn chơi một cách nó chủ động hơn. Sau phần biết effect này thì một phần hay nữa, và gần như đó là lần đầu tiên xuất hiện ở trên OpenWatch công nghệ này, chúng ta gọi nó là Smooth Echo. Thì với Smooth Echo này thì các bạn, nó sẽ giúp cho các bạn tránh mắc những sai lầm, hoặc là các bạn có thể là có những idea trong lúc chơi nhạc. Tránh rủi ro ở đây là sao? Khi chúng ta đang chơi nhạc, khi chúng ta nhấn kêu dừng hoặc là kéo fader đột ngột thì nó sẽ có một echo phía sau để mà giải quyết cho các bạn cái vấn đề đó. Đấy, thì nó sẽ giống như là các bạn, nó là một cái chuyển của các bạn chứ nó không phải là các bạn vô ý. Và với cái Smooth Echo này thì chúng ta có thể setting nó khi các bạn nhấn giữ nút on này. Thì các bạn có thể chọn đó là khi mà chúng ta vô tình bấm vào cái gì, hoặc là những công dụng để mà chúng ta add vào. Thì ở đây nhà hướng dẫn cũng có một cái bảng rất là chi tiết cho các bạn về giá trị của echo, thì tùy vào các bạn sử dụng. Thì ở đây chúng ta cũng có thể dùng nhấn giữ nút kêu thì nó cũng sẽ có hiệu ứng của Smooth Echo luôn. Đấy, và các bạn thấy khi mình kéo fader xuống thì cái echo nó vẫn còn để mà chúng ta có thể xử lý nếu như chúng ta gặp những rủi ro trong lúc chúng ta chơi nhạc. Và với cái số echo này nó cũng sẽ tiện cho các bạn khi mà, đặc biệt là những bạn rất là thích xài nhắn giữ kêu trong lúc chơi nhạc, trong lúc đợi. Đó là về công dụng của cái nút Smooth Echo này. Với mình thì đây gần như là update lớn nhất trên cái dàn này. Nó sẽ giúp các bạn có thể xử lý những tình huống rủi ro các bạn không mong muốn xảy ra, nhưng chúng ta sẽ không bị sượng khi mà những cái rủi ro nó xảy đến với chúng ta. Về tiếp theo trong cái bộ setup này thì chúng ta có thể lướt nhanh qua về cái phần setting để chúng ta xem thử OpenWatch có và không có những cái gì. Đầu tiên ở cái phần con lăn này thì bây giờ chúng ta đã là thành cần điều khiển. Vì sao chúng ta gọi nó là cần điều khiển? Vì ở đây chúng ta có thể điều chỉnh bốn hướng, chứ không phải như những con lăn trước là chúng ta chỉ xoay tròn và nhấn chọn. Thì bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh nó bốn hướng tùy theo mục đích sử dụng của chúng ta. Về phần setting thì gần như không thay đổi bất kỳ cái gì so với những bản trước đây, như lock lock, khoan tai, hot skill color, auto level, gần như tất cả mọi chức năng của chúng ta đều đầy đủ ở đây. Và nó có thêm một vài chức năng, ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây, ví dụ như cái trước đây cái waveform của chúng ta không có thể chỉnh được vị trí mà chúng ta mong muốn, thì bây giờ cái waveform này chúng ta có thể chỉnh, hoặc có thể lệch trái, hoặc có thể ở giữa, thì tùy vào. Hiện tại như bây giờ chúng ta đang để nó là lệch trái, hoặc là chúng ta có thể chỉnh nó về giữa tùy vào thói quen sử dụng của chúng ta. Và tiếp theo nữa đó là từ những dòng Obus Pioneer đã phát hành thì gần như đã có công nghệ AI vào đấy, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng kết nối với lại Wi-Fi để mà chúng ta lấy nhạc từ cloud rồi có bóc xuống để mà chúng ta sử dụng. Thì Wi-Fi thì nó ở trên OpenWatch thì cũng đã tích hợp cho chúng ta đó là 5G rồi.
nên chúng ta khá là thoải mái trong cái việc sử dụng wifi để mà chúng ta chơi nhạc, chúng ta không có cần dùng tới USB. Và có một cái lưu ý đặc biệt cho các bạn, đó là nếu các bạn nhớ chọn wifi, định dạng wifi để mà chúng ta có thể lót một cách tối ưu nhất. Và một cái nữa đấy là Bluetooth. Thì ở cái phần Bluetooth này thì nó có thể kết hợp cho các bạn để mà khi mà các bạn connect với điện thoại của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể phát nhạc qua Overdrive một cách khá là dễ dàng, hoặc là một số bạn có thể là sử dụng Realbox trên điện thoại để mà chúng ta có thể chơi nhạc một cách khá là linh hoạt mà không cần dùng đến USB. Và phần cuối cùng nó cũng là phần hay nhất trên Overdrive mà mình đã được trải nghiệm. Cái này là một cái lỗi trong lúc sử dụng của mình, nhưng mà mình phát hiện ra đó là khi các bạn đã lót hai bài nhạc và hai bài nhạc đã lót toàn bộ thông tin của các bạn vào đây rồi, thì nếu lúc này các bạn có vô tình, mình dùng từ vô tình nhé, đó là vô tình các bạn rút USB ra, thì hai bài nhạc này vẫn sẽ còn ở đây, hoặc thậm chí là bốn bài nhạc này vẫn sẽ còn ở đây để mà cho các bạn tiếp tục chơi trong lúc các bạn xử lý. Thì các bạn có thể nhìn ở đây USB của mình không nhắn mình không nhắn USB stop, vì nếu nhắn USB stop thì nó sẽ out ra hết, nhưng mình không nhắn USB stop và nó vô tình nó bị rút USB ra, thì lúc này nó sẽ thông báo ở đây cho chúng ta đó là nó đã backup và remove rồi, nhưng cái bài nhạc mà nãy chúng ta đã lót vào thì nó vẫn sẽ còn ở đây, hai bài nhạc đầy đủ những thông tin mà chúng ta cần thiết. Và đương nhiên đó là không khuyến khích mọi người thử cái này, vì rút ngang USB thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái rủi ro. Cái này nó chỉ là phòng hờ khi mà USB của chúng ta vô tình bị cái gì đấy thì nó vẫn sẽ còn cái backup cho chúng ta chơi nhạc. Ví dụ như ở đây các bạn đã lót sẵn 4 bài vào rồi, thì tức là các bạn đã đủ thời gian để các bạn xử lý thay đổi USB như thế nào đấy để mà chúng ta có thể tiếp tục chơi và chúng ta không bị gián đoạn trong cái việc chơi nhạc của chúng ta. Đó là cái tính năng cũng khá là hay của Overdrive. Đó là những tính năng Overdrive mang lại cho người dùng. Thì nếu trong quá trình các bạn trải nghiệm, các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ Alpha Theta Pioneer Design Việt Nam để có thể trợ giúp cho các bạn. Và nếu trong quá trình mình review về sản phẩm này còn thiếu một vài tính năng nào mà các bạn chưa thấy đề cập đến, hoặc các bạn đã sử dụng và thấy nó hay, thì có thể chia sẻ ở phần comment phía dưới để chúng ta cùng tham khảo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo.